mà con chó chạy. Rồi mọi người đã lên xe đầy đủ, giờ khởi hành đi thôi. Đứa nào hôm nay mình đi đâu? Đây là mình sẽ đi. Hôm nay mình sẽ đi thành phố. Thành phố Thần Tiến. Tại vì đó khoảng bao lâu anh? Tiếng không? Hơn tiếng chứ. Hơn tiếng. Hai tiếng à? Hai tiếng hả? Rồi lộ trình của mình là 2 tiếng, bà con cứ ngủ thoải mái nha. Ăn sáng rồi.
Giờ nó làm bố rồi. Mình ăn bún bò luôn, cho tao bún bò luôn. Chị tính phần bé quậy nhà em chưa chị? Nay mấy mẹ kể hết rồi mới biết quậy dữ hay chứ. Cái này là gì biết không cậu? Rau trộn á, bắp chuối đó, rồi rau muống, giá. Trời ơi, gạo đường cái nó nhát giống mẹ nó. Nãy ngủ đã không? Làm giấc hả? Rồi bây giờ mình sang sáng. Ở ngoài nhìn thấy kho bốc nhiêu lắm. Rồi chúng ta đã có phở và bún bò rồi. Giờ chúng ta làm một trận donê để chúng ta đi tiếp nha. Rồi chúng tôi đã ăn sáng rồi ở quán phở bò Mỹ Thanh và bây giờ hai cha con nó đã dành chỗ với lại Dượng Hai, mà Dượng Hai ngồi trên ngồi dưới đều được. Khá gạo gạo ha. Rồi bây giờ Dượng Hai sẽ lên xe để chúng ta tiếp tục đi. Lên đây đi bác ơi, bác trên trên nè. Được không, được không? Có lấy đồ gì không? Không hả? Đủ không? Sáng hả bà? Không, bán nữa. À đây nè. À, chúng ta đã ra tới bãi biển rồi và chúng ta cũng ghé lại chỗ cũ luôn cách đây mấy năm. Ê cái nhà thấy cái đông rồi. Chúng ta đã ra tới bãi biển thành phố mà. Ê hồi xưa mình không phải ngồi bên này, xưa mình ngồi bên này nè, xưa mình ngồi bên kia cũng ra đúng chỗ nhưng mà xưa mình ngồi bên kia. Ồ, cái chợ nè, cái chợ này ít ha. Ôi, nó vắng hơn đợt trước. Giờ sáng sớm. Đâu có, con đợt trước mình ngay giờ này mà. Cá bà tri hả? Cái chợ đợt này ít hơn chợ đợt trước. Ồ, cảnh biển đẹp ha. Này ra cái chợ này nó nhỏ hơn cái chợ trước. Vắng hơn. Vắng hơn đợt trước thôi ta quá trời luôn. À chút xíu nữa mới bán nhiều hả? Cái gì? À, mua cái phao hả? Biết vậy Dượng Hai đem phao về cho con. Đúng rồi, mình thuê hai cái phao 20.000 thôi gạo. Đúng rồi. Đợt nào? Đợt dưới này hay đợt đi Nha Trang? Ta nhớ đợt đi Nha Trang á. Wow, cái này là ở đây luôn hả chị? Tàu ghe đánh vô.
này là ốc gì? Ốc mượn hồn. Đâu phải. À nó mượn hồn, nó vô vỏ ốc này thôi, chứ ốc này không phải ốc mượn hồn. Còn ốc này giống như con ốc hút rồi đó. Rồi này, bà con mới vô. Ôi con cá nó còn dãy rệt 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 kìa. Mới vô mà con đó. Cua này người ta cột, ở dưới này người ta cột bằng dây nhựa ha, hết cột bằng cái dây... Dây giải nặng trịch đó hả? Đâu phải, cái hồi xưa cái dây gì đó, cái dây bập dừa. Cái cọng bập dừa, nó nặng trịch luôn. Nó xuống nước đây. Rồi mẹ gạo, bạn gạo đã tịch thu được một cái cây xuống nước. Yeah. Cây bự nữa, cây dài luôn. Nó chơi cây hai nòng cho nó giữ không? Lớn đầy lại không? Dạ 4-5 giờ nước lớn nữa bác. Bây giờ nước bắt đầu trên đó mới là đây nước là cạn khác. Nó ở đây nó sớm, ở bên kia nó cố. Ví dụ thứ bảy tuần này nó nước đây dắt vợ đây nó đầu. Thứ bảy tuần sau là một tuần nó xây nước. Rồi bạn gạo đã xuống tới, bạn gạo thay đồ rất là đẹp. Trời ơi, có cái đầm đẹp quá ta ơi, có cái mắt kiến màu hồng nữa. Rồi xuống với ba đi con. À, hay quá. Rồi xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Anh hai đâu gạo? Anh hai đang thay đồ hả? Anh hai không sợ lạnh hả? Đây, hút nước, ba còn hút nước kìa gạo. Hút nước kìa, rồi bắn. Rồi gạo hút đi, hút chập đi, hút xịt đi. Hai ba, xịt đi, hai ba. Hai ba, đó. Vô cát nó lỡ như đang là cát đen. Chứ không được cát trắng như miền Trung. Hai ba bắn. Hút nước cho con, hút hơi, hút nhiều vô, hút nhiều vô. Hút nhiều vô, quất lên, quất. Rồi, vô, 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 vô. Anh hai đã thay đồ. Từ từ nha con, đi từ từ nha. Đúng rồi. Qua đây, qua đây chơi với em gạo kìa. Dính vô đi, bắn anh vô đi. Anh vô vô tát nước hai đứa khỏi bắn anh vô. Ủa này là mình làm gì vậy em? Làm gì anh? Bắt con gì hả? Chim chép hả? À nó có cái máy ở đây đây hả? Cái bình để mà nó... Cái này là máy bơm hay là máy thổi? À, cái bơm để mình hút á hả?
bảo vệ cái cánh quạt. Ồ, bắt chim chép nè, bớt. Nè, ảnh đang bắt nè. Chứ mình bảo vệ cái quạt đó, cánh quạt nó bị gãy liền. À, vậy đó hả? À, bơm nước. Anh đang bơm nước. Anh đang xịt. Rồi, thử coi. Đó hả? Là bơm nước xuống hả? À, bơm nước xuống để cho cát nó lên. Đây nè, mình bắt ăn bà lớn, con này lớn rồi nè. Cái này kêu bằng con chép biển hả? Con chép biển. Nó mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này nè, bo là bắt đó bo. Nè. À, lỗ còng ha. À, lỗ còng có mấy viên. Đúng rồi. Quay cỡ nửa thước á. Không, khoảng nửa thước hơn á. Hồi xưa thì phải cào phải không? Còn giờ là bơm. Sâu lắm nè em ơi. Lên là mình phải rộng cho nó nhả cát ra hả? Rồi nha. Vậy hả? Một cái bình chạy mấy tiếng hả? Bên này đang bỏ cá vào, có ba con cá đù và cá lưỡi trâu. Này cá lưỡi trâu hả? Cá lưỡi trâu. Trụ quá lưỡi trâu quá chảnh luôn. Cá đù có ba con. Ba con. Có bốn con thôi. Dạ. Năm con luôn. Dạ. 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 Thả lan là nuôi trong rừng á hả? Ôi cô thường ngó mở rồi nó mà nở ra đã ha, đẹp ha. Trời, mua có 1 ký tôm mà bấm máy tính nãy giờ trời. Bấm đồ bấm đang chờ chị xuống bớt kìa. Sợ không đậy nắp được các mẹ. Đúng là người đây chất phát rồi ha, không dám gửi ha. Gom lên luôn, gom đem đi về luôn. Ngon lắm, nó còn nhảy được mặt luôn. Nãy còn giả luôn. Nó nhảy tới hả? Nhảy
làm về nó mới. Ôi còn tươi trong luôn. Rồi bà con nhào vô, bà con nhào vô. Cá kiềm có 1 con à. Hai ba, một hai ba, hai ba, hay quá, quá mạnh luôn, chị là siêu nhân, hai ba, hai ba. Chúng ta đã thu thập được 1 con cá kiềm siêu to khổng lồ. Cô ở đây con làm, cô làm gì ha? Cô đó phải chua khỏi cái cục cướp như là tàu đó, cái xào lăng mà con. Xào lăng hả? Dạ, mà đừng có phải chua cái cục cướp, cái cục cướp không để gì vậy? Mày ơi! Làm cái cục cướp, cái cục cướp, cái cục cướp, cái để tự con lựa nghe chị. Hai tâm này để tự con lựa gạch son là gạch không cần gạch son ở đây, gạch son là gạch dở gạch ít lắm. Chị bán là chị nói thiệt chị không còn cái gạch son mà gạch đỏ, gạch đỏ là phải 4 năm chị bán, chị bao luôn cái dở con mai con đậu là chị không bán. Đây là nhiêu ký à? Nhiêu ký cái nào, cái này, cái này là cô này là 200 nè, hai da như vậy nè đó đó đổ đó em ngon bao em bao. Chị lại đây em mua sẵn dở con nào chị đã là em có mấy, còn nếu mà hả nè, à coi đó, đó nó gạch trong đó đó. Còn cái này nó dở nè. Con cua nó nói bà môi nó đau chết bà luôn. Nè nó không có. Cái mặt mình nhầm nhầm theo luôn. Con này là chất lượng luôn mà. Rồi hai mẹ con đang đi mua ổi. Trời ơi, ăn hết không mà mua dữ vậy nè. Rồi buổi đi chơi ở bãi biển Thành Phú của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi bây giờ cả nhà sẽ khởi hành về thăm một ngôi chùa ở Thành Phú, xong rồi chúng ta sẽ khởi hành về Bến Tre luôn. Rồi bye bye và hẹn gặp lại. Đi nhanh hả? Rồi chúng ta lên xe thôi. Gạo ngon trước hả? Ăn ngon trước hả? Gạo ngon trước với ba ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi hành về thôi gạo ơi. Thank you.
cá hồng này, kêu cá cha hồng.